Chúng ta đã cùng tới phố Hoàng Minh Đạo. Vậy Hoàng Minh Đạo là ai? Ông tên thật là Đào Phúc Lộc, bí danh khác là Năm Thu, là thủ trưởng đầu tiên cơ quan tình báo Việt Nam những năm đầu thành lập. Cha ông là Đào Ngọc Khánh, một người giàu có nước tiếng vùng Quảng Ninh, Hải Phòng, đầu thế kỷ 20. Ông sinh năm 1923, từ nhỏ đã tham gia liên lạc cho phong trào cách mạng, được kết nạp Đảng Cộng sản Đông Dương vào năm 1939, sau đó hoạt động trong lĩnh vực đào tạo tình báo. Ngày 25 tháng 10 năm 1945, Phòng Tình báo thuộc Bộ Tổng Tham mưu được thành lập. Ông nhận nhiệm vụ trưởng phòng tình báo. Sau đó, ông từng giữ nhiều chức vụ quan trọng: trưởng ban quân báo Nam Bộ, ủy viên thường vụ khu ủy Sài Gòn Gia Định, chính ủy lực lượng biệt động Sài Gòn. Vợ đầu của ông là bà Minh Phụng, cũng là một chiến sĩ tình báo, hy sinh khi đang làm nhiệm vụ, để lại con gái Minh Vân mới 3 tuổi. Vợ thứ hai của ông là bà Ngọc Hương, bà sinh cho ông 3 người con, cũng là một chiến sĩ cách mạng. Vợ đầu của ông hy sinh, để lại con nhỏ mới 3 tuổi. Nhưng năm 1948, ông được lệnh điều động của Đại tướng Võ Nguyên Giáp vào Nam với tư cách đặc phái viên của Bộ Tổng Tham mưu, có nhiệm vụ rà soát lại công tác quân sự, quân báo, hoạt động trong nội thành, tổ chức lại tình báo thống nhất từ trung ương tới địa phương. Trên đường vào Nam công tác, ông mở nhiều lớp ngắn hạn đào tạo các cán bộ tình báo. Dưới sự chỉ đạo của ông, lực lượng tình báo quân ta phát triển nhanh chóng và lớn mạnh. Năm 1954, sau Hiệp định Geneva, ông không tập kết ra Bắc mà ở lại miền Nam theo yêu cầu của đồng chí Lê Duẩn. Từ những năm 59, Mỹ diệp lê máy chém khắp miền Nam, thực hiện chính sách tố cộng diệt cộng. Ông tiếp tục là trái tim của hệ thống tình báo. Dù rất nhiều cơ quan tình báo của ta bị bắt và sát hại, nhưng vẫn được tổ chức lại một cách quy mô và chặt chẽ. Là chính ủy của biệt động Sài Gòn, ông cùng với các đồng đội trong nội thành liên tiếp thực hiện các hoạt động quấy phá trong nội đô, tiêu diệt các thành phần chống phá cách mạng, đột kích vào các cơ sở căn cứ của địch. Ngày 25 tháng 12 năm 1969, trên đường về họp tại Trung ương Cục, đoàn công tác của ông đã sa vào ổ phục kích. Ông đã hy sinh trên sông Vàm Cỏ cùng với các chiến sĩ đi cùng. Do trong chiến tranh ác liệt, mãi tới năm 1998, con gái của ông là Minh Vân, thông qua lời kể của hơn 400 đồng đội, đã tìm được hài cốt của ông và đưa về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh. Ông được nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và truy phong quân hàm Trung tướng. Đây là quân hàm cao nhất từ trước tới nay đối với các chiến sĩ hy sinh vì độc lập dân tộc. Ông là tấm gương sáng cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập của dân tộc. Hiện nay có rất nhiều con đường trên các thành phố lớn mang tên ông, như tại Quảng Ninh quê hương của ông, hay Hà Nội, hay đường Hoàng Minh Đạo tại quận 8 thành phố Hồ Chí Minh.